vị trong chủ đề âm nhạc theo thời gian hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức một sự kết hợp đặc sắc giữa dòng nhạc tiền chiến được viết vào năm 1952 và năm 1955 của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Tử Linh, cùng với dòng nhạc trữ tình được viết vào năm 1992 tại Hải Ngoại của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, để chúng ta có thể thấy được nhiều màu sắc khác nhau trong âm nhạc. Chúng tôi muốn nói đến ba nhạc phẩm Gợi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Tà Áo Xanh và Con Đường Màu Xanh, qua một bài hát mang tên Liên Khúc Xanh sẽ do Như Hương, Hiếu Thuận, Thủy Tiên và Trà My trình bày sau đây. Ban Thích Ca xin được kính chào quý vị.